Một sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn làm digital marketing, thiết kế đồ họa hay là dân văn phòng với màn hình đẹp, thiết kế mỏng nhẹ và cấu hình đủ mạnh để có thể yên tâm làm việc. Đối với dòng 7000 series này của Dell thì có thể coi là dòng laptop chuyên làm về đồ họa ở mức giá tầm trung tùy cấu hình. Và trong video này thì mình sẽ mang đến cấu hình cao cấp nhất của Dell Inspiron 7400 với mức giá hơn 34 triệu đồng. Thiết kế của Dell thì luôn mang đến cho mình sự hiện đại này, mặc dù là cực kỳ đơn giản. Như các bạn nhìn thấy thì Dell luôn có một thiết kế màu trơn và logo đặc trưng ở chính giữa máy. Điều này thì không hề đơn điệu một chút nào cả mà ngược lại mang đến một vẻ tinh tế và sang trọng cùng với tông màu là xám bạc sẽ phù hợp với mọi đối tượng người dùng dù bạn là nam hay là nữ. Thì hướng đến phong cách gọn nhẹ và nhỏ gọn với độ dày thân máy chỉ là 16,75mm, kích thước cực kỳ tối ưu chỉ nhỉnh hơn tờ giấy A4. Dù làm từ chất liệu kim loại gồm mặt lưng nhôm và thân máy bằng hợp kim magie siêu bền, thế nhưng mà 7400 thì có trọng lượng rất là nhẹ, chỉ có là 1,45kg, rất là tiện lợi để có thể cất gọn vào ba lô và mang theo hàng ngày. Về chất lượng hoàn thiện của Dell thì ít khi phải bàn đến, cực kỳ tốt và chắc chắn, hoàn toàn thì không hề có một chút flex nào cả, kể cả khi mình ấn mạnh vào bàn phím. Thì dòng Inspiron thì luôn được Dell trang bị là bản lề dạng nâng, giúp nâng máy lên làm một góc 135 độ. Phần bản lề này thì các bạn có thể mở được bằng một tay nhé, vừa cho góc nhìn rộng hơn này, trải nghiệm gõ phím thoải mái hơn. Và quan trọng là khi gầm máy được nâng lên thì sẽ cho khả năng tản nhiệt tốt hơn. Đấy là về thiết kế bên ngoài, thì còn bây giờ sẽ là phần đáng nói nhất, đặc biệt nhất trên chiếc Inspiron 7400 này thì chính là phần màn hình. Ở đây chúng ta sẽ có là màn hình 14 inch, độ phân giải 2K, tỷ lệ 1060. Thực sự thì có rất là ít màn hình laptop Windows nào mà có tỷ lệ 1060. Và đối với thông số này thì có thể nói là ngang với màn hình MacBook luôn. Hình ảnh rất là rõ ràng cũng như là sắc nét cực kỳ dễ chịu để các bạn làm việc. Thêm vào đó thì bốn cạnh viền siêu mỏng sẽ cho góc nhìn rộng kiểu tràn viền. Cạnh trên thì sẽ được trang bị webcam có gạt tre. Độ sáng ở đây là 300 nit, 100% sRGB. Thì đây sẽ là màn hình chống chói, các bạn có thể ngồi bất cứ đâu để làm việc, dù trong môi trường ánh sáng mạnh hay là yếu thì chất lượng hình ảnh của màn hình đem lại cũng sẽ cực kỳ ổn định. Với mức giá hơn 34 triệu đồng thì chỉ với màn hình 2K mình nghĩ là sẽ chưa thỏa mãn được. Chính vì thế mà cấu hình của 7400 phiên bản mình đang có ở đây là Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, 512GB SSD và NVIDIA MX350. Đối với cấu hình này thì sẽ đáp ứng tốt tất cả các tác vụ văn phòng từ cơ bản đến nâng cao, như là khi các bạn thiết kế này, edit video này, chạy đa nhiệm rất là mượt mà, thậm chí thì còn có thể chơi cả game nữa. Khả năng xử lý hình ảnh sẽ được nâng cấp đáng kể với độ họa rời khi mà các bạn xử lý hình ảnh trên các phần mềm như là Photoshop này, After Effects hoặc là Premiere thì hình ảnh cho ra cực kỳ mượt và chất lượng hình ảnh cũng như là màu sắc cũng sẽ đảm bảo là đúng chuẩn. Tổng thể máy thì cũng rất là hài hòa và đồng nhất với nhau khi bàn phím và touchpad cũng là tông màu xám bạc. Layout phím rất là hợp lý, các phím thì gõ thích vì bản lề đã được nâng lên, thế nên là trải nghiệm khi gõ phím cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mà mọi người gõ văn bản trong một thời gian dài. Và để có thể làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng thì Dell có cả trang bị thêm LED nền bàn phím, có thể tùy chỉnh mức độ sáng sao cho phù hợp với nhu cầu của người dùng nhất. Bảo mật vân tay cũng được tích hợp ngay ở phía trên nút nguồn luôn, vừa giúp mở máy nhanh hơn, vừa giúp bảo vệ quyền riêng tư của các bạn. Phần touchpad thì sẽ được đặt chính giữa, cảm giác gì rất là mượt, vuốt chạm 2-3 ngón tay hoàn toàn rất là dễ dàng, với tốc độ phản hồi cũng cực kỳ nhanh. Về phần cổng kết nối thì chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một jack audio combo, một khe thẻ micro SD. Và mình có hơi tiếc một chút khi mà Dell không trang bị khe thẻ SD full size mà chỉ là micro SD thôi, vì dù gì thì đây cũng sẽ là mẫu laptop phục vụ nhu cầu làm việc nhiều về hình ảnh cũng như là đồ họa. Thì tổng kết lại, vậy là dân thiết kế sẽ có thêm một sự lựa chọn không tồi đối với mức giá hơn 34 triệu đồng cùng với thiết kế đẹp này, hiệu năng tốt, màn hình xịn, chế độ bảo hành siêu tốt đến từ Dell và có thể đồng hành lâu dài được với các bạn. Link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.